Nhìn bà xử lý quả bóng đây này. Nhìn đây. Nội công của bà thật là thâm hậu. Bà ơi, cháu muốn mua hai cái kẹo cầu vồng. Trời ơi, lại là kẹo cầu vồng. Thế sao vừa nãy bà hỏi có mua một cái kẹo cầu vồng không thì bảo là cháu không. Là cháu mua hai cái, chứ làm gì phải một cái đâu. Tại vì cháu có bốn nghiện nên là cháu mua hai cái. Cái này à. Sáng rồi, dậy bán hàng thôi. Tập thể dục đã nào. 1, 2. À ôi, cái gì đấy? Quả bóng này là của ai nhở? Ai dám đá quả bóng này vào quán của bà đây? Ui, bà bắt được bóng rồi kìa. Ra báo Minh Khoa đi đòi lại bóng đi. Thôi, em sợ lắm, em không lấy đâu. Ra báo, đi lấy đi. Em không sợ lắm, em không lấy đâu. Nhưng mà chị sợ lắm. Đừng lấy đi, chứ không lấy được đâu. Bà hỏi lần cuối, quả bóng này là của ai? Nếu mà không ai nhận thì bà sẽ cho quả bóng này tan thành mây khói luôn đấy. Nào, có ai nhận không? Bà đếm này. Thôi bà ơi, quả bóng của bọn cháu à. Lại là ba đứa hả? Sáng mở mắt ra không lo đi học nên định phá quán của bà. Dạ không phải bà ơi, là chúng cháu đá bóng chứ không phải phá quán của bà đâu ạ. Lại còn cãi à? Dạ không, bọn cháu không cãi nữa đâu ạ. Bà ơi, bà trả lại bóng cho chúng cháu đi ạ. Đừng thế, không chúng cháu sẽ bị bọn hóng mất. Bà không trả đấy, bóng bay vào quán của bà mà định xin á, không dễ như thế đâu. Bà cho chúng cháu xin bóng đi ạ. Không trả. Bà cho chúng cháu xin lại đi. Bà bảo không trả là không trả, không nói nhiều nữa, đi học ngay. Thôi, chúng mình đi rồi. Bà thu mất bóng rồi, để xem mấy đứa đá bóng bằng niềm tin à. Cái Linh ơi, mất bóng rồi, làm nào bây giờ? Đứa, chị mang tiền đấy, lát nữa khi nào về để chị mua quả bóng mới cho nhá. Còn bây giờ chúng mình phải chạy thật nhanh đi, không muộn học đấy. Trưa nay bà lại chán cơm thiểm bánh các cháu ạ. Cho nên bà quyết định mua cái bánh gato này ăn cho sướng miệng. Cái gì đấy nhở? Có cái gì đâu. Chắc là mình ảo tưởng mấy đứa trẻ con đang chơi đi mà. Không có gì đâu. Cái gì nhở? Lại nữa rồi. Lần này bà vác kính lúp ra để nhòm nhá. Mình soi kỹ lắm rồi, làm gì có cái gì nhở? À mà lúc sáng mình thu bóng của chúng nó rồi, thì chúng nó lấy đâu ra cái gì mà chơi? Chắc là ảo tưởng rồi. Thôi, ăn bánh tiếp. Mà cái thìa đâu rồi ấy nhở? Mà thôi, không cần thìa, ăn bằng miệng cũng được. Ăn thôi. Trời ơi, cái bánh của mình nát như thế rồi, còn mặt của mình nữa. Bẩn lên mặt rồi. Tức quá đi mất. Ba cái đứa này dám làm nát bánh của bà à? Bà sẽ cho quả bóng nát như cái bánh luôn. Được quả bóng rồi nha. Để xem lần này bà sẽ làm gì với quả bóng này. Ôi chết, bị lấy mất bóng rồi. Tại Minh Khoa đấy. Tại anh ta bảo đấy. Tại Chế Kinh Linh chứ. Không phải, tại là Minh Khoa. Tại anh ta bảo chứ. Tại Chế Kinh Linh đấy. Không phải, tại Minh Khoa chứ. Tại anh ta bảo đấy. Dừng lại. Tại cả ba đứa. Nhìn bà xử lý quả bóng đây này. Nhìn đây. Đây này, bóng của chúng mình à. Nội công của bà thật là thâm hậu. Thế nào, thấy sức mạnh của bà chưa? Từ giờ hết bóng rồi nha. Bà ơi, vẫn còn mà. Hả, vẫn còn á? Đâu, mang ra đây để bà xử lý lốt nào. Yêu bà.
bà có bán bóng kia, bà bán cho chúng cháu một quả đi ạ. Đồng tiền, bà bán cho chúng cháu một quả đi ạ. Không, bóng này bà không bán. Không bán, thế bà treo lên đó để làm gì ạ? Bà không bán, bà treo cho đẹp thôi. Nếu mà có bán thì bà cũng không bán cho mấy đứa đâu. Đi về ăn cơm đi lên. Nhưng mà mẹ cháu vẫn chưa đi làm về bà. Mẹ cháu cũng thế. Thế thì đi về nấu cơm cho bố mẹ nhanh lên. Sáng, trưa, chiều, tối đá bóng không thấy mệt à? Dạ, không ạ. Trời ơi là trời. Đi về. Trưa nóng thế này mà cũng mất điện. Điện mới chả đón, chán quá. Nóng thế này thì làm sao mà ngủ được. A few moments later. Ôi trời ơi, Bom, Bom ở đâu nó nổ ấy nhỉ? Ôi giời, lại là quả bóng này à? Bà ơi, lại là quả bóng của bọn cháu đấy ạ. Bà cho bọn cháu xin đi. Xin sổ cái gì? Xin bao nhiêu lần rồi có được đâu mà xin mãi. Mà trưa nắng, không ở nhà ngủ đi, ra đây chơi làm gì? Bà ơi, mất điện lắm lắm, bọn cháu không ngủ được đâu bà. Mà bóng bà không bán cho, mấy đứa lấy bóng ở đâu để đá đấy hả? Hay là ăn trộm của bà? Ơ, mà không phải, bóng của bà vẫn kia cơ mà. Bọn cháu nhiều tiền à, việc gì phải ăn trộm mà à. Bọn cháu mua ở xóm trên, có đây bà. Bà không cho, thì bọn cháu tự lấy. Lấy cái này, được rồi, bà lại tịch thu tiếp. Nào, đá vào đây cho bà. Đưa vào đây. Chị Khánh Linh ơi, đừng chơi đá bóng nữa, hai chơi lẻ bóng đi. Ok, nhìn chị ném đây này, Minh Khoa đỡ nha. À, bà xin. Thôi chết, bóng lại vào tay của bà rồi. Sao chị không chuyền cho em, hay chuyền cho bà làm gì? Chị chuyền cho em mà, tại vì em kém không bắt được, lại còn nói chị. Bà ơi, cho bọn cháu xin bóng đi. Không dễ dàng thế đâu. Nếu bây giờ muốn lấy lại bóng thì phải mua hàng cho bà. Được ạ, vậy thì cháu sẽ mua hàng cho bà. Cháu cũng mua. Được, để bà xếp hàng cho. Nào, bé đứng trên, lớn đứng dưới. Bây giờ nha, không được mua hàng lộn xộn. Bà hỏi đến đứa nào, đứa đấy mới được nói, nhớ chưa? Vâng ạ. Ba đứa đã sẵn sàng mua hàng cho bà chưa? Rồi ạ. Nào, thằng bé đầu tiên, mua cái gì nào? Bà ơi, à quán bà, có cái kia nào, 500 một cái không ạ? Ui, đúng là nhà giàu khác, lắm tiền thế. 500.000 á, bà có luôn. Dạ, không, 500 đồng ạ. Gì cơ, thời nào rồi có mua kẹo 500 đồng. Ở đây, kẹo rẻ nhất của bà là kẹo cầu vồng, 2.000 rồi đấy. Vậy bà để luôn cho cháu một cái kẹo cầu vồng đi ạ. Ừ, được. Ui, nhưng mà cái kẹo này cao quá. Này, bà bảo, ở dưới này, nhiều bim bim ngon thế này, ăn bim bim này cho ngon. Cái kẹo cầu vồng cao quá, hơi khó lấy. Dạ không, cháu thấy thích ăn kẹo đó rồi. Bà mà không bán là cháu không mua nữa đâu. Thôi được rồi, đợi bà một lát, bà lấy cho. Cái kẹo này à? Đây, kẹo này nha. Vâng ạ. Đây, kẹo của cháu đây. Wow, ngon. Cầm kẹo rồi thì đưa tiền đây cho bà. Đây bà ạ. Thôi được rồi, đi xuống dưới đứng. Đứa tiếp theo đi lên đây nào. Này thằng bé mặc áo đỏ, cháu muốn mua gì? Bà ơi, cháu cũng mua một cái kẹo cầu vồng mà. Lại là kẹo cầu vồng, thế sao vừa nãy không bảo luôn đi? Ờ, vừa nãy bà bảo đến lượt ai người đấy biết được nói mà. Ơ, thế bà nói thế thật à? Mà thôi, đầy kẹo ngon ở dưới này, ăn làm gì cái kẹo cầu vồng. Nhưng cháu chỉ thích mỗi cái kẹo cầu vồng thôi bà. Thôi được rồi, để bà lấy kẹo cầu vồng cho. Yeah. Mà cái con bé cuối cùng nữa có ăn một cái kẹo cầu vồng không? Để bà lấy luôn một thẻ. Dạ không bà. Ừ thôi được rồi, bà tưởng là ăn một cái kẹo cầu vồng thì bà lấy luôn cho. Đợi bà một lát nhá. Cái kia đấy bà, đúng rồi. Đây, kẹo của cháu đây. Gì mà lấy được một cái kẹo thôi mà mệt quá. Bà ơi, cháu trả tiền cho bà này. Ờ, được rồi, lùi lùi xuống. Nào, cái con bé kia lên đây. Còn cái con bé cuối cùng này, ăn gì để bà lấy nào? Bà ơi, cháu muốn mua hai cái kẹo cầu vồng. Trời ơi, lại là kẹo cầu vồng. Thế sao vừa nãy bà hỏi có mua một cái kẹo cầu vồng không? Thì bảo là cháu không. Là cháu mua hai cái,
chứ làm gì phải một cái đâu. Tại vì cháu có 4.000 nên là cháu mua 2 cái. À, được lắm. Được rồi, đứng đấy, chờ bà một lát. Bà ơi, cô đi. Bà ơi, cái này à? Bà cái này. Cô đi. Hay bà cái bên này. Cô đi. Cái này à? Có bị gãy chân không? Đau chân quá. Em không biết. Đau chân quá. Bà ơi, để chúng cháu đưa bà đi bệnh viện nhá. Ừ, đưa bà đi bệnh viện đi, bà đau chân quá. Khoa vào đi. Anh cho bà vào đi. Chí Linh vào đi. Khoa ra trước đi. Chí Linh ra trước đi. Ơ, bà ra rồi kìa. Chú cháu chào bà. Ừ, bà chào ba đứa. Ba đứa đi học đấy à? Ơ, mà sao lạ thế? Hôm nay không đá bóng à? Bà ơi, từ giờ chúng cháu sẽ ra sân đình đá, không đá ở trong ngõ làm ảnh hưởng đến bà nữa đâu bà. Đúng rồi, ra ngoài đấy chơi đá bóng vừa rộng rãi mà lại không ảnh hưởng đến mọi người. Các cháu nghĩ như thế là đúng rồi đấy. Bà ơi, chúng cháu xin lỗi vì đã làm bà ngã. Bà đau lắm đúng không ạ? Bà không sao, đau mấy hôm là khỏi thôi mà. Từ mai bà bớt khó tính đi được không ạ? Không bọn cháu sợ bà lắm. Ái chà, dám bảo bà khó tính à? À, bà ơi, bà không sao. Ở công nhận, bà cũng hơi khó tính thật. Thôi được rồi, bà hứa từ giờ bà sẽ không khó tính nữa. Yeah! Mà này, ba đứa có ăn bim bim không? Thích có nào bà cho rồi đấy, để lấy đi. Thật à? Ờ, thật mà, để lấy đi. Đấy, thích có nào thì lấy gói đấy nhá. Chúng cháu xin bà. Xin bà. Ờ, được rồi, thôi đi học đi không kiểu buồn. Chúng cháu xin bà. Cặp sách này. Đi học đi, lúc nào đi học về thì vào đây chơi với bà nha. Vâng ạ. Các em ơi, Minh Khoa TV là kênh mới của Minh Khoa. Các em hãy ủng hộ Minh Khoa bằng cách nhấn vào đăng ký và chuông để xem được nhiều video hấp dẫn hơn nhé.